bạo như cơn cỗ mùa nắng, nên đâu cần giữ lại làm gì cho mất công. Thật ra nghĩ như vậy là không đúng. Cỗ mùa mưa tuy không có dính đất cát thật, nhưng lại có nhiều loại sâu không chịu được nước ngập dưới gốc nên bò mới bò lên tận mọi cỗ để trú thân. Những loại sâu này trong đó có sâu cỗ ăn vào sẽ xỉn bụng khó tiêu, nhiều khi dẫn đến tử vong. Nếu không có sâu thì cũng bị ấu trùng run bám vào cũng rất khó chịu. Đó là mình đã hướng dẫn các bạn cách lịch tìm kiếm thức ăn cho thỏ nha. Mình đã hướng dẫn xong. Xin chào và hẹn gặp lại.